Rồi. Đây, con mì là hiện tại là học lớp 4 nha, nhưng mà học online ở nhà tại dịch bệnh. Nhờ Sài Gòn mới mở cửa hả? Hơn một tháng nay, khoảng tháng rưỡi rồi đó. Là ba đút ăn không á. có chín mất lại rồi. Giờ lúc nào quay có hai chín mất lại vô. Thế là bé không ai chứ bên dưới, phần dưới. À lúc tôm mì 1 tháng rưỡi nay là gần 2 tháng rồi là tôm mì. Tôm mì lên được 1 ký mấy rồi. Mà sao bắt vậy? Còn học đúc là ốm nhôm cái nhất luôn. 4. Học lớp 4 là 9 tuổi rồi đó nha các bạn. Em mới mốt các bạn coi lại mốt này để video này cho con có tôm mì coi nha các bạn. 18 tuổi coi lại cười vô mặt. Mốt cho ghệ có tôm mì coi nha các bạn. Sao bắt này cua. Rồi giờ quen rồi, cái gì cũng ba đút á, ăn cũng rau cũng ba đút, ăn canh cũng ba đút, cơm ba đút. Có rồi. Ba đút ngon quá mà. Ngồi ăn ngồi chơi vậy vô đồng đi không chịu đâu. Chờ ba lúc nào cũng chờ ba hết trơn. Đọc hai tay chứ làm gì cũng chậm muỗng múc. Rồi mẹ đi rửa mặt rửa mặt của mẹ đi con. Rồi xong. Bye bye.